chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Khỏe Mỗi Ngày. Thì hôm nay thì Khỏe Mỗi Ngày đã review cho mọi người cái mẫu mới nhất của cái sản phẩm bổ phổi Isfeda này nha. Bởi vì trên thị trường á, cái sản phẩm bổ phổi Isfeda này nó xuất hiện rất là nhiều hàng giả, nên là công ty phải đổi mẫu ha mọi người ha. Và cái số lô sản xuất gần nhất này là cuối tháng 3 năm 2022 nè, ngày 29 tháng 3 này, và cái thời điểm em quay cái video này là ngày đầu tháng 4 năm 2022, tức là nó mới sản xuất được khoảng mấy ngày thôi. Đó, đây là cái mẫu mới nhất. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ review cho mọi người cái mẫu mới nhất để khi mà mọi người mua hàng về, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nha. Mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0909647968, để khi mà mọi người cần tư vấn kỹ hơn thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em nha. Thì đây chính là cái dòng sản phẩm bổ phổi Isfeda này. Thì cái mẫu mới nhất của sản phẩm á, thì nó sẽ có thêm một cái tem của Bộ Công an. Bởi vì á, mọi người biết tại sao, ở trên thị trường nó đã xuất hiện rất là nhiều hàng giả rồi, cho nên á, là công ty phải nhờ cái trung tâm tem, phải sử dụng cái dịch vụ của trung tâm tem Bộ Công an để sản xuất ra cái tem chống giả. Mà cái tem này thì không làm giả được nha mọi người nha. Cái tem này á, nó là cái tem vỡ, tức là sau khi mà chúng ta khử ra nó sẽ vỡ. Mình khử ra một góc cho mọi người xem này. Đó, khử ra nó là vỡ, còn bọn hàng giả thì nó sẽ không làm giả được cái tem này mọi người nha. Đó, mọi người thấy chưa, mình khử ra xuất ra một miếng luôn nè. Đó, thì đây nè, Bộ Công an, trung tâm tem đó. Và cái tem của Bích Pha thì nó vẫn như cũ thôi, nhưng mà mọi người cũng để ý một xíu thì lát phần sau thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho mọi người cái cách phân biệt thật giả ha. Đó, và đây nó một cái dòng sản phẩm mà hỗ trợ bổ phổi, hỗ trợ hạn chế ho nhiều, giảm tăng tiết đờm dãi, hỗ trợ các cái tình trạng đau rát họng do ho kéo dài rất là hiệu quả. Cái hộp như thế này nó sẽ có 60 viên nha. Và mọi người hãy nhìn vào cái bảng thành phần của nó đi, 100% thành phần là thiên nhiên ha. Một viên á, 1300 mg chứa nè xạ can này, tiết tô này, bách bộ này, tan bạch bì này, xuyên bối mẫu này, tinh dầu húng chanh, tinh dầu tỏi tía, những cái phụ liệu á. Công dụng thì nó sẽ hỗ trợ bổ phổi, hỗ trợ hạn chế ho nhiều, giảm tăng tiết đờm dãi, hỗ trợ cải thiện tình trạng đau rát họng do ho kéo dài. Đối tượng đó là những người bị ho khan, ho có đờm, ho do thay đổi thời tiết, ho do cảm lạnh, do viêm họng, viêm phế quản. Đó, cách dùng á, người trên 12 tuổi thì chúng ta sẽ uống là 1 đến 2 viên một ngày 2 lần. Tức là một ngày là tối đa là 4 viên, được chưa? Còn 4 đến 12 tuổi thì một viên một ngày thôi nha mọi người nha. Dưới 4 tuổi thì tham khảo ý kiến bác sĩ. Đó, trẻ em mà chưa có khả năng nhai nuốt thì chúng ta bỏ vỏ nang và uống dịch bên trong là được. Một số những cái lưu ý về những cái việc mà không sử dụng cho những người mặn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm đó mọi người. Nên mọi người lưu ý ha. Đây là cái thương nhân chịu trách nhiệm, đó là CCB Việt Nam, và sản xuất tại nhà máy công ty cổ phần Big Pha này. Số lô ngày sản xuất nó có ghi rõ luôn nè mọi người. Đó, thì đó chính là cái mẫu mới nhất mà của cái sản phẩm này. Thì nó có chỉ cái khác biệt là nó dán thêm một cái tem của Bộ Công an thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải để ý nha. Và nó được bao bọc bởi một cái lớp màng co rất là chắc chắn như vậy. Thì cái sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ làm kháng viêm, diệt khuẩn, sát trùng, nó chống cái virus nấm thâm nhập vào cơ thể của chúng ta rất là tốt. Thứ hai nữa là nó sẽ hỗ trợ làm giảm các cái cơn ho khan, ho có đờm, và xoa dịu cổ họng bớt đau rát, hỗ trợ lông đờm, giảm chất nhầy ở đường hô hấp, làm tăng tiết đờm dãi, hỗ trợ các cái vấn đề liên quan đến viêm họng hạc, viêm amidan, viêm phế quản và bộ phổi, hỗ trợ thư giãn cơ thể, ngăn ngừa cái hệ miễn dịch của chúng và tăng cường cái hệ miễn dịch của chúng ta, ngăn ngừa các cái virus nó xâm nhập ha mọi người ha. Đó, và cái sản phẩm này nó đang rất là hiệu quả trong cái thời buổi hiện nay, khi mà các cái vấn đề liên quan đến đường hô hấp thì nó đã trở thành cái vấn đề gọi là rất là cấp thiết rồi mọi người ha. Đó, thì đó chính là cái công dụng và cái mẫu mới nhất của cái bộ phổi Isfeda này. Đó, thì bây giờ phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách phân biệt thật giả cái sản phẩm bộ phổi Isfeda này nha mọi người nha. Lấy hàng về á, thì như hồi nãy giờ mình nói á, là cái Isfeda mẫu mới nhất nó sẽ phải có hai tem. Đó, một cái tem của Big Pha, và đặc biệt cái tem Big Pha này bị làm giả rất nhiều. Nhưng mà chúng ta để ý một xíu, chúng ta sẽ thấy là cái tem của Big Pha hàng chính hãng thì cái màu sắc á, màu đỏ, màu xanh đó, cái màu của cái tem nó rất là rõ ràng và nó không có bị mờ, không bị lợt, trông không có bị dại nha mọi người nha. Và một cái tem thứ hai mới nữa, đó là tem trung tâm tem của Bộ Công an, là cái tem này là công ty phải đặt với trung tâm tem mới có nha. Đó, phải bỏ chi phí thêm ra, chẳng có một cái doanh nghiệp nào mà tự nhiên khùng khùng mà đi bỏ thêm chi phí để dán thêm tem cả, bởi vì để bảo vệ người tiêu dùng thôi. Là trên thị trường cái Isfeda này nó có rất là nhiều hàng giả mọi người ạ. Đó, còn cái tem vỡ là tem khử ra nó vỡ luôn. Đó, mình khử ra một góc rồi mọi người, đó nó xuất luôn này. Đó, mình khử tới đâu là nó xuất tới đó. Đó,
khử tới đâu xức tới đó, tức là cái tem này không có dán lại được, chúng ta lột ra một cái là nó xức luôn. Thì chúng ta để ý một xíu như vậy đó, và cái hình dáng và màu sắc của tem nó phải y chang như thế này. Giữa cái tem nó có sẽ ghi cái chữ CCB, và đặc biệt nó phải là tem vỡ nha các anh chị nha. Đó, tem của Bộ Công an thì không có làm giả được đó, mọi người lưu ý. Đó chính là hai cái dấu hiệu đó, là hàng chính hãng của công ty, và mọi người nên mua cái hàng mà lô từ tháng 3 trở đi á, đó là mới nhất đó mọi người nha. Còn lô cũ á thì nó chỉ có mỗi một cái tem của Bitfa này thôi, nhưng mà nó bị làm giả rất là nhiều luôn á mọi người. Và ngoài ra thì chúng ta có thể quét mã vạch, nhưng mà mọi người lưu ý cái mã vạch này nó dễ bị làm giả lắm nha. Quét mã vạch rồi nhưng mà chúng ta phải kiểm tra xem là cái hộp nó đủ tem chưa, nó có đủ hai tem chưa nha mọi người nha. Quét mã vạch thì chúng ta đao phần mềm iCheck về chúng ta quét thôi đó, chúng ta nhấp vô nha. Đó thì nó sẽ hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Như vậy là đã đảm bảo là hàng chính hãng để chúng ta dùng rồi. Các anh chị và các bạn thấy đơn giản không? Rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà kiểm tra thì chúng ta phải kiểm tra đồng thời các yếu tố sản phẩm có đủ hai tem và quét được mã vạch. Nhưng mà nếu mà sản phẩm quét được mã vạch nhưng mà chưa có đủ hai tem, và đặc biệt nó chưa có cái tem của Bộ Công an này, thì nó cũng không phải là hàng chính hãng nha. Bởi vì cái mã vạch này nó rất là dễ, nó chỉ cần copy cái mã này thôi, xong nó dán qua cái sản phẩm khác là xong. Nhưng mà cái tem này thì không. Cái tem này không làm giả được, tới thời điểm hiện tại thì cái tem này chưa làm giả được nha mọi người nha. Thì đó chính là cái hướng dẫn phân biệt thật giả cái bộ phổi ít phế đan này. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mà nó giúp bổ phế, bổ phổi á, hỗ trợ tăng cái cường sức đề kháng cho cái phổi của chúng ta, nên nó là rất là hiệu quả trong cái thời điểm hiện tại ha. Đó, đó là sản phẩm số 1 về hỗ trợ bổ phổi đó mọi người. Đó thì nó sẽ rất là hiệu quả trong các cái trường hợp như những cái người nào mà bị ho, hen suyễn, ho khò khè, đó ho nhiều á. Thứ hai nữa là những cái người mà bị viêm phổi, viêm phế quản, hoặc là viêm họng, viêm amidan, hoặc là những người hay bị ho gió, ho khan, ho có đờm á. Và sản phẩm này đã được Bộ Y tế cấp phép đầy đủ luôn nha mọi người nha. Đây này cho mọi người xem này. Nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm. Chỉ cần chúng ta dùng đúng đủ liều dùng thôi. Đó thì cái thành phần của nó thì cũng 100% từ thiên nhiên á. Thì những cái thành phần này thì chúng ta có thể lên mạng chúng ta tìm hiểu thêm. Bởi vì nó chỉ là những cái dược liệu thôi, chứ nó không có... nó chỉ là những cái dược liệu thiên nhiên thôi, chứ nó không có gì xa lạ với chúng ta cả. Ví dụ như tiết tô, bách bộ, tan mạch bì, xuyên biếu mẫu á, nó thiên nhiên lắm. Cho nên là cái sản phẩm này nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng, nhưng với điều kiện là chúng ta phải mua đúng hàng chính hãng nha. Thì nếu mà các anh chị và các bạn cần mua chính hãng, cần hỗ trợ thêm bất kỳ thông tin gì đó, hoặc là đơn giản là cần hỗ trợ kiểm tra hàng chính hãng thôi, thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với mình theo số 0909647968 để mình hỗ trợ nha. Trường hợp Zalo của mình đầy á, mọi người cứ nhắn tin nha. Nếu mà không kết bạn được thì mọi người cứ nhắn tin, bởi vì mấy nay á các anh chị nhờ hỗ trợ nhiều lắm nên là nhiều khi cái Zalo của mình nó bị full bạn á, thì các anh chị cứ nhắn tin là được, mình thấy thì mình sẽ xóa bớt bạn đi, mình kết bạn với các anh chị ha. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của Khỏe Mỗi Ngày nha. Xin chào mọi người.